Những lý do nào mà chúng ta có thể tin tưởng và khẳng định chắc như đinh đóng cột của cánh báo chí quân sự thế giới khi nói rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu tiêm kích Su-75 trong tương lai? Quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây, tờ Bulgarian Military đã tiết lộ rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu chiến đấu cơ tàng hình Su-75 Checkmate trong thời gian từ 5 đến 7 năm tới do yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Cách đây 5 năm, việc sở hữu một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là điều xa xỉ, chỉ các nước giàu có với ngân sách quân sự khổng lồ mới có thể mua được. Thị trường máy bay chiến đấu tàng hình cũng quá nhỏ và chỉ có F-35 Lightning của Mỹ là loại duy nhất được cung cấp. Nhưng ngay cả khi quốc gia đó có tiền và đủ khả năng về trình độ con người, hạ tầng kỹ thuật để khai thác những cỗ máy thuộc loại không có gì có thể hiện đại hơn thì lại vướng phải vấn đề rất khó có thể vượt qua. Liệu chính phủ Mỹ có đồng ý để bán không? Quý vị và các bạn nên hiểu rằng không có nhiều quốc gia ở châu Á nhận được giấy phép xuất khẩu các loại máy bay như vậy từ chính phủ Mỹ. Nhưng hiện tại thị trường đã thay đổi. Một số quốc gia hiện đã và đang sản xuất các phiên bản của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 và có thể xuất khẩu rộng rãi. Và trong 10 năm tới, khách hàng sẽ có sự lựa chọn sẽ lớn hơn nhiều. Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, một nhóm các nước châu Âu, thậm chí cả Ấn Độ đều có thể chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình. Như vậy sẽ rất nhiều cơ hội cho khách hàng lựa chọn. Một số quốc gia châu Á sẽ sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trong thời gian tới đây. Chẳng hạn như Singapore dự kiến sẽ nhận được 4 chiếc chiến đấu cơ F-35 vào năm 2026. Nhật Bản và Hàn Quốc đã sở hữu F-35. Như vậy, các cường quốc trong khu vực đã mua được máy bay chiến đấu thế hệ 5 từ Mỹ hoặc độc lập phát triển. Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam chắc chắn không thể ngồi yên bình chân như vậy được. Không ít thì nhiều, quân đội ta cũng đã tính đến phương án nâng cấp lên máy bay chiến đấu tàng hình. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự nước ngoài, hiện tại có thể Việt Nam không cần máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nhưng từ 5 đến 7 năm tới thì lại là một câu chuyện khác. Với mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tinh gọn, mạnh, truyền thông Bỉ cho rằng Việt Nam sẽ sớm được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại trong vòng 20 năm tới. Tình hình địa chính trị phức tạp trong khu vực kèm theo nhiều lý do khách quan, trong đó có việc đã có kinh nghiệm khai thác các dòng máy bay từ Nga từ hơn nửa thế kỷ nay. Không có lý do gì để Việt Nam không tiếp tục lựa chọn các chiến đấu cơ hiện đại hơn từ Moscow trong thời gian tới. Việt Nam đã nhiều lần quan tâm đến chiến đấu cơ Su-57 hoặc Su-35. Mặc dù Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4+, nhưng tuyệt phẩm này của Nga có thể đối đầu song phẳng với các loại tiêm kích thế hệ 5 hiện nay trên thế giới. Vì vậy, vào tháng 7 vừa qua, khi Nga đã giới thiệu loại chiến đấu cơ tàng hình hạng nhẹ Su-57 Checkmate, Việt Nam cũng được xếp vào danh sách những khách hàng tiềm năng. Cũng từ lâu, không quân Việt Nam đã có kinh nghiệm khai thác các loại máy bay của Sukhoi. Và máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ mới với giá cả phải chăng, có thể Su-75 là loại chiến đấu cơ Việt Nam đang tìm kiếm. Tờ Bulgarian Military cho rằng, ngay cả trước khi giới thiệu Su-75 Checkmate tại triển lãm quân sự Mark 2021 ở Nga năm nay, Sukhoi đã gợi ý trong video giới thiệu về chiếc máy bay chiến đấu mà hãng dự định cung cấp cho các quốc gia. Trong video, cùng với các phi công Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và các nước khác, có một phi công với quân phục Việt Nam. Mối quan hệ giữa Moscow và Hà Nội là mối quan hệ chiến lược. Nga đã bán và sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Việt Nam. Vì vậy, vấn đề đầu tiên, quan hệ địa chính trị đã được giải quyết. Thứ hai, nếu các đặc tính chiến đấu, kỹ thuật và tàng hình chính xác, Việt Nam sẽ có một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầy đủ chức năng, có thể điều khiển một lúc nhiều máy bay chiến đấu. Thứ ba, chất lượng giá cả và bảo trì. Sukhoi đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố rằng Su-75 sẽ có giá từ 25 đến 30 triệu đô. Tất nhiên đây có thể là mức giá cho không quân Nga và sẽ cao hơn đối với các khách hàng nước ngoài. Nhưng đây vẫn có thể coi là cái giá chấp nhận được với rất nhiều khách hàng. Với những lý do kể trên, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong những khách hàng phù hợp với loại chiến đấu cơ Su-75 của Nga. Trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện loại chiến đấu cơ này và kèm theo đó là việc xúc tiến quan hệ để chào bán tiêm kích Su-75 ra nước ngoài. Do Việt Nam là quốc gia có trình độ trong khai thác và sử dụng có hiệu quả vũ khí của Nga, chắc chắn nhà phát triển Sukhoi sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp thị tiêm kích thế hệ 5 tới khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tất nhiên, cần phải chờ Su-75 phiên bản chính thức được ra mắt trước khi có thể đi đến bất cứ kết luận chính xác nào. Mặc dù vậy, qua đoạn video quảng bá Su-75 với hình bóng của một phi công mặc quân phục không quân Việt Nam có thể khẳng định Sukhoi đã xác định rõ tệp khách hàng đầu tiên dành cho loại chiến đấu cơ này. Ấn Độ, Việt Nam biến tiêm kích MiG-21 thành UAV, liệu có khả thi?
Theo nguồn tin của Ấn Độ, Việt Nam có thể đang lên kế hoạch thực hiện những hành động rất táo bạo nhằm nâng cấp kho vũ khí của mình. Trong đó có kế hoạch chuyển đổi những máy bay chiến đấu MiG-21 đã loại biên thành máy bay không người lái chiến đấu. Hiện máy bay chiến đấu do Nga sản xuất vẫn là trụ cột của lực lượng không quân Việt Nam và Ấn Độ. Trong quá khứ, Việt Nam và Ấn Độ từng là hai quốc gia từng sử dụng nhiều chiến đấu cơ MiG-21 và loại máy bay này từng là máy bay chiến đấu chủ lực của cả hai quốc gia. Với Việt Nam, ngay từ năm 2010, đã bắt đầu tiến hành loại dần những chiến đấu cơ MiG-21 do loại máy bay này đã hết thời gian khai thác, đồng thời phụ tùng cũng khan hiếm. Đến năm 2015, chiếc MiG-21 cuối cùng đã ngừng bay trên bầu trời Việt Nam sau gần nửa thế kỷ hoạt động liên tục. MiG-21 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ 3 được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không thế giới, tính từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1955. Hiện MiG-21 vẫn còn đang phục vụ ở nhiều quốc gia. MiG-21 được phát triển sau khi rút kinh nghiệm của MiG-17 và MiG-19. Sự ra đời của MiG-21 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến tranh lạnh. Khi mới được đưa vào sử dụng, MiG-21 đã đủ khiến người Mỹ khiếp sợ. Đối với Liên Xô, ngay từ đầu thập niên năm 1980, Liên Xô đã ngừng sản xuất MiG-21 để dành nguồn lực sản xuất cho các loại máy bay chiến đấu khác hiện đại hơn. Nhưng sau đó, MiG-21 vẫn còn tiếp tục được chế tạo ở Ấn Độ và quốc gia này cũng nổi tiếng với những phi vụ rơi MiG-21. Sau khi loại khỏi biên chế chiến đấu máy bay MiG-21, theo truyền thông Ấn Độ, Việt Nam đang triển khai, nghiên cứu và cải tiến những chiếc MiG-21 thành máy bay không người lái UAV chiến đấu. Nhưng liệu việc này có khả thi? Việc chuyển đổi một máy bay cũ như vậy thành một UAV chiến đấu có thể có những thách thức lớn hơn so với việc phát triển một UAV hoàn toàn mới. Bởi vì những chiếc máy bay chiến đấu cũ này thiếu các hệ thống điện tử hàng không hiện đại hay các phần mềm điều khiển bay. Trước kia, để đáp ứng yêu cầu nhanh nhiều của quân đội Liên Xô, nên cấu tạo của MiG-21 khá đơn giản. Những chiếc MiG-21 đều được điều khiển thủ công, đòi hỏi rất nhiều kiến thức chuyên môn và kỹ năng của phi công. Thậm chí ngày nay, những chiếc MiG-21 còn được lái bởi những phi công đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm bay. Do MiG-21 sử dụng hệ truyền động cơ học, điều này khiến cho nhiệm vụ thiết kế giao diện máy tính trên máy bay rất khó khăn và tốn kém. Ngay cả người Nga cũng không làm điều này, mà họ sẵn sàng chế tạo một máy bay không người lái mới hơn. Theo truyền thông Ấn Độ, hiện tại các nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến việc hạ cất cánh chính xác của máy bay không người lái. Việc chuyển đổi những tiêm kích đánh chặn cũ này thành UAV có thể mang lại lợi ích to lớn cho không quân Việt Nam. Việc cải hoán những máy bay chiến đấu thành UAV đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện kỹ năng chiến đấu trên không của phi công. Và những chiếc máy bay này có thể tạo ra một môi trường đối đầu thực tế hơn. Ví dụ những chiếc UAV hoán cải này sẽ làm mục tiêu cho hệ thống phòng không S-300 trong các cuộc tập trận, hoặc chúng sẽ đảm nhiệm một vai trò gì đó khác như trinh sát trận địa. Ngoài chức năng UAV đã nêu ở trên, một trong những phương án đã được nhiều quốc gia áp dụng đó là biến MiG-21 trở thành những tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Mỹ cũng đã cải tiến F-16 của họ biến thành một máy bay chiến đấu không người lái, đã đạt được những thành công đáng kể. Năm 2010, không quân Mỹ bắt đầu chuyển đổi một số máy bay F-16 thành QF-16. QF-16 sử dụng gói thiết bị UAV đặc biệt do Boeing thiết kế để biến máy bay chiến đấu có người điều khiển thành một máy bay không người lái. Máy tính trên máy bay có thể chuyển đổi lệnh của người điều khiển mặt đất thành hành động bay của máy bay chiến đấu. Ngoài QF-16 của Mỹ, Ấn Độ gần đây đã có bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực chuyển đổi chiến đấu cơ thành UAV. Ấn Độ đang thực hiện một dự án nghiên cứu và phát triển đầy tham vọng nhằm chuyển đổi các máy bay chiến đấu HAL Tejas mới nhất của họ thành UAV.